Vâng, em xin chào các anh. Để hôm nay em tiếp tục lên cho các bác ở đây là một cái bộ dàn của Đền Đông các bác nhé. Đền Đông MG55DV, loa đi kèm với nó là cặp đua Đền Đông MA5 nhé. Loa bát nõm màng carbon con cao su này. Đấy. Cái dòng loa mà carbon này thì nó cho tiếng bát nó rất là sâu mềm, sâu chắc, ấm. Và cái giải tép là tép dom nhé, nó cho tiếng tép nó rất là sáng và nó mịn. Đấy. Nghe nhạc guitar không đời bolero rất là hay, nghe trữ tình. Và con này mình có thể kết hợp để nghe cả remix cũng được luôn nhé, vì con này là có chỉnh bát tép trên mặt máy. Đấy. Đây thì em đang quay cho các bác xem ở đây là các cái góc cạnh của cái bộ dàn này, các bác xem cho em nhé. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Đó. Rất là đẹp nhé các bác nhé. Đấy. Đấy, rất là đẹp. MG55DV. Để con này thì mình có thể kết nối máy tính điện thoại qua các đường dây AV đằng sau cả và kết nối đường quang qua đường optical in này đều được nhé. Optical in này mình kết nối đường quang TV. Đấy, nghe nhạc. Thì cái bộ này đấy thì là nó là cái dòng MG55DV này thì nó là dòng DVD, thì hiện tại này cái đầu đĩa nó đang không đọc đĩa nhé. Nên em bán cái này là chủ yếu là bao chạy công suất để về cắm điện thoại máy tính và cắm đường quang TV để mình nghe nhạc. Đấy. Em không bao chạy đĩa nhé. Đấy. Thì bây giờ em xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của cái bộ dàn này qua một cái đoạn nhạc guitar không đời. Đấy. Kết nối từ đường điện thoại ra nhé, đường AUX1. Mình muốn chỉnh bát tép nhấn tông đây nhá, đây ấn SDB là chế độ tăng cường bát tép này. Con nào thích nghe nhiều bát thì để on lên, còn thích nghe bát vừa phải để off. À, tiếp theo ấn tông tiếp ra bát này, thích nghe nhiều bát còn tăng lên ít bát giảm về này. À, ấn lần nữa ra tép này, nghe nhiều tép tăng lên tép giảm về này. Và bạn volume để tăng cường, bạn volume để bật to nhỏ nhá. Bây giờ muốn nghe nhạc từ đường quang ra để ấn input này, chuyển nó sang đường OPT nhá. Đấy. Đấy. Một ngày không có em là lòng anh tan nát, cả trời mây u ám, thời gian vẫn âm thầm hằn trên nghĩa đá xanh. Một ngày không có em là lòng anh sẽ thắt, cả ngàn cây im tiếng chiều ban khóc môi tình. Mối tình như nghĩa trang lạnh lùng. Đấy. À, đẹp nhé.
Cái nguồn phát của em là cái đầu CD này đôi khi nó hơi vấp tí nhá. Đấy. Vấp là do cái đĩa chứ không phải do cái này nó bị ấy đâu nhá. Đấy. Thì con MG55DV này thì giá của nó các bác nhá, giá của nó là đi 2.290.000 đồng. Bác nào đang có nhu cầu mua bộ này alo cho em nhé. Vâng, em xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của anh em. Vâng.